Rồi, xin chào tất cả các bác nha, quay trở lại shop của bên em. Video ngày 6 tháng 8 nha, thì hôm nay lên cho mình một lô cần rất đẹp nha, và một số mét câu và một số cần ISO. ISO thì em sẽ lên dài tầm khoảng từ 4m, 4m5, 5m3, 5m4, có khoen to khoen nhỏ, súp lỡ thì từ 36 độ lên này. Ở đây thì có cứng từ 20, 23, 25, 27, 30 nha em, có 3 khúc và cần rút. Một số cần này thì em có cán vợt này, cần dây trong bạo lực này, cần tay nha. Cần tay thì em có cho mình hai con đẹp lắm, một con Hippo lớp nha em, 9m nha. Con này bị lỗi cái ngọn thì em bán rẻ cho mình này. Ikeda này, đây qua cần lưu thì một số cần, đây có cần lưu khoen titanium đó, titanium này em có hai con, một con lưu mực này, một con của Shimano X-Sniper XR, một con giúp im, anh em mình giết biển nha. Thì em sẽ báo lần lượt tất cả sản phẩm, bên em đều ship có toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán nha. Cái mã số 1 đối với máy thì em sẽ có một con máy của dòng Shimano Utega size 1000, con này thì tay quay đôi, thích hợp anh em mình này. Câu lua này, câu lua, câu ISO nha này. Con này thông số cước này 1.5 103m, số 2 100 và số 3 65m. Cái bản này thì sản xuất tại Nhật rồi, đầy với Japan. Con này đời cổ mà cực kỳ ngon nha em, nó bị mất cái nắp xíu đây nha. Thì con này bị này, lô cước này, lưỡi gà, nói chung gạt cước, còn là cước thì có ok nha. Mấy cái này thì anh em về vệ sinh mình lau lại thôi, nhớ mình xịt rửa bãi mình lau như này sạch sẽ. Con này anh em lưu ý nha, thì nó bị mất một cái nắp bên này và cái chế độ hai chiều nó bị xiết á, chỉnh không được nha. Thì máy thì bao mượt đó, con này thì cái chế độ hai chiều này anh em gạt qua nó vẫn chạy được một chiều thôi nha, đòi ABS đầy đủ này. Thôi con này cho mình giá là 750 nha em, 750.000 ạ. Con này dễ anh em về đem mà thợ mình chỉnh cái là được thôi, tại đây em đi xa quá. Số 2 đối với máy thì em có một con máy của dòng Daiwa Emblem 2500, con này sẽ thật chắc cũng rơi trên tầm khoảng 3.500 á. Con Emblem này thì sản xuất tại Thái Lan, tình trạng của máy thì còn ok nha em, tình trạng ok nha. Con này thì anh em mình câu ngâm câu đơn đều được, lô cước, lưỡi gà, gạt cước hoạt động tốt nha, và con lăn cước còn ok này. Con này thì mượt rồi, một chiều ABS đầy đủ này đó. Con này size thực tầm khoảng 3.500, tính theo cần máy của si á, máy mượt nha. Con này gửi mức giá là 650.000 ạ, đây 650 này. Con này thì câu ngon. Số 3 đối với máy ạ, con máy này size lớn hơn, con này của dòng Emblem, để Emblem Z, con này size 3.500, con này thì 3.500 nhưng size thực tầm khoảng 5.000 này. Cái thông số cước con này thì 0.3 được 220, 0.32 109, 0.35 155 đó. Số 4 được 200m, số 5 150 và số 6 được 120. Con này thì sản xuất tại Nhật nha em, tại Japan. Có hai loại, con này thì Emblem Z. Còn cái con này thì Emblem S nha, Emblem S. Con này thì Z, Z thì được sản xuất tại Nhật. Size tầm khoảng 5.000 size thật. Lô cước, lưỡi gà, gà cước này, hoạt động ok nha. Con lăn cước thì mấy con này thì anh em về mình cứ vệ sinh lại là ok rồi. Thì con này size to hơn. Đó, con này gửi mức giá cũng là 650 nha. Đó, 650.000 nha. Trong mấy con đời cổ này thì mình câu cực kỳ ngon. Mình câu một thời gian thì nó hơi khó câu thì mình cái tay mình bảo dưỡng lại thôi. Đó, bình thường nha anh em, 650 ạ. Rồi cần câu thì một số cần câu giá rẻ trước ạ. Mã số 1 em có một con ISO khoen nhỏ 4m5 cứng 1.5. Con này bản Japan nội địa nha anh em. Và cái dòng này thì đều là khoen pad Fuji hết này. Đó, khoen pad Fuji. Con này 4m5 nó được hạ ngọn xuống một tí rồi, hiện tại nó còn tầm khoảng 4m3 thôi. Và cái ngọn sẽ có là hai khoen chạy đây. Con này thì hạ cần tay tầm khoảng vào 3.5h cho mình nha. Đó, tình trạng thì sẽ có sức dăm cái lóng sắt cốc này, sơ sơ thôi. Còn mấy lóng còn lại thì đẹp hết nha. Mình về mình xạ cần tay vẫn được ạ. Cân nặng là 190g, ngọn 1.6 ly, mã số 1, 400.000 ạ. 400 nha. Toàn bộ cần ở đây là cần carbon nha anh em. Mã số 2, một số cần ISO hàng tuyển của dòng Daiwa. Đây em có một con cần Daiwa 4m và độ cứng 3. Con này bản Korea xuất Nhật, cần đẹp lắm. Con này cứng 3 nha anh em. Cái size này là thật ít nha. Ít như này anh em rất là chuộng dòng này và giá thị trường thì cũng cao nữa. Đó, khoen pad Fuji hết. Cứng 3 thì tầm khoảng vào hơn 5h cần tay, ngọn 1.4mm sẽ có là 3 khoen chạy đây. Phôi con này là phôi carbon như này. Đó, phôi carbon. Con này đẹp lắm. Con này độ mới tầm khoảng vào trên 95%. Con này hầu như thì chưa sử dụng qua. Nó quên sử dụng để cửa hàng như này. Đó, phụ kiện sẽ có lắp chụp kèm. Cái size 4m cứng 3. À, cái này thì đa năng anh em về mình câu ISO, mình có thể xả cần tay vẫn được nha. Cân nặng được là 210g, mã số 2 ạ. Con này giá 900 nha này. Đây, giá 900.000 nha. Con này đẹp lắm.
Số 3 một con ISO của dòng Daiwa. Con này cũng có rất là đẹp này. Con này thì nó nhẹ mềm hơn. Dài là 4m4 và độ cứng 1 anh em. Con này cũng sản xuất tại Hàn Quốc luôn. Có mã có tem vàng. Bát Fuji Stylus. Khoen con này thì cũng là khoen Fuji nha. Đây, khoen Fuji xứ xám. Cứng 1 thì nó tầm khoảng vào 3H cần tay thôi. Ngọn thì nhỏ nha anh. Ngọn cường là 0.8mm. Sẽ có cho mình là 3 khoen chạy đây. Lóng thứ hai thì carbon xoắn vân này. Đó. Xoắn vân này. Mấy con này thì ok hết. Đó, 4m4 độ cứng 1 nha. Cứng 1 thì nó mềm. Mấy con Hàn Quốc này thì đa số nó sẽ có một cái nút ở giữa. Đó, mấy cái điểm cao su ở giữa các khoen. Phụ kiện sẽ có nắp chụp kèm thế này. Đó. Đây, con này. Con này cũng Hàn Quốc, cái dòng Hokage này không có nha. Còn mấy con bình thường nó sẽ có hết. Con này cân nặng là 142g, mã số 3, giá 700 nha em. Đây, 700 ngàn của Daiwa nha. Con này cần đẹp lắm. Tiếp theo mã số 4 ạ. Số 4 thì em có một con cần của dòng Daiwa. Đây, ISO Daiwa 5m4 và độ cứng 1. Con này phôi của mình là phôi xoắn 2 da. Và cái dạng khoen con này là dạng khoen full xích nha. Con này khoen xích, con này bản Japan nội địa Nhật. Cứng 1 tầm khoảng 3H cần tay. Cái ngọn thì là 0.8mm. Sẽ có là 3 khoen chạy đây. Con này thì trừ cái lóng ngọn này là ngọn đặc, ngọn tháp. Còn mấy cái lóng còn lại của mình là 2 giá cho này. Đó, xoắn 2 giá này. Con này mà xả cần tay thì ngon. Anh em mình vẫy rô vẫy giết cho này. Đó, tình trạng thì ok hết này. Đó, sáng đẹp nha. Xước thì nổ lớp sơn bóng sơn 2K ở ngoài thôi. Rồi cứng 1 tầm khoảng 3H cần tay. Con này thì cân nặng được cho mình á là 187g. Mã số 4 ạ. Rẻ mức giá là 800. Đây, 800 ngàn nha. Số 5 thì một con ISO đời cao. Con này đẹp lắm nha em, của dòng Pond Bay. Con này thì độ dài của cần này, Hibiki á. Dài là 5m3 và độ cứng 2 nha. Cứng 2 con này bản Japan nội địa Nhật. Pad là pad Fuji NS7. Đây, pad NK Fuji NS6. Và khoen con này là khoen xích. Khoen xích mà cái con này là khoen của mình là khoen vỗ nha. Đó, khoen đời cao, giống với con Nissin đời mới này. Đó, bản Japan như này. Con này còn đẹp lắm. Con này cái ngọn của mình thì nó sẽ có cho mình là 4 khoen chạy này. Đó, 1, 2, 3, 4 khoen chạy này. Đó, phôi carbon xoắn vân. Khoen của mình là khoen full xích này, khoen vỗ. Độ cứng 2 thì ngọn cần là 1.3 ly. Con này cứng tương đương tầm khoảng 4H tính theo cần tay. Đó. Độ mới tầm khoảng trên 95%. Con này thì anh em mình về mình câu bờ kè, mình câu cá tráp khá được nha này. Đó, cứng 2 thì dạng cứng rồi, 4H cần tay. Khoen xích hết. Con này sáng đẹp cho mình ạ. Đó, khoen xích nha. Rồi, chụp lại cho mình này. Con này thì nó sẽ có một cái đường dây sẵn vào thì mình có thể là bọc cũng được, không bọc cũng được nha. Cân nặng của cần thì được là 220g, mã số 5 ạ. Con này gửi đến mức giá là 1 triệu như này. Đây, gửi đến mức giá là 1 triệu nha. Hibiki 5m3 độ cứng 2. Khoen xích. Tiếp theo số 6, một con ISO khoen nhỏ, khoen lớn của NFT. Con này thì 5m3 và độ cứng 3. Cứng 3 này thì nó tương đương tầm khoảng 5H cần tay. Đó, khoen lớn thì mình ra mồi nó đi nhanh hơn. Ngọn cần là 1.6mm cho mình ạ. Sẽ có là 3 khoen chạy trên ngọn này. Cái dòng NFT này thì trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai là carbon xoắn vân. Còn mấy cái lóng còn lại của mình đều là 2 dai này. Đó, đều là xoắn 2 dai này. Đây, tổng thể thế này. Xoắn 2 dai hết cho mình ạ. Khoen Fuji như này, loại xí đất xám. Con này thì sản xuất tại Nhật như này. Đây, có tem vàng, bắt là bắt vặn Fuji. Cân nặng được là 310g ạ. Mã số 6. Con này giá là 1.200.000. Bên em vẫn hỗ trợ xả cần tay nha. Một số cần súp lỡ. Thì tiếp theo thì mã số 7. Em có một con cần súp lỡ carbon. Con này độ dài là 3m và cứng tầm khoảng từ 15 đến 20. Con này cần carbon như em, hàng Nhật cũ nha. Và khoen pad là khoen pad chính hãng theo cần này. Đó. Con này thì cứng tầm khoảng 15-20, đánh đầu cần gần bờ. Ngọn nước sơn màu trắng. Sẽ có là 2 khoen chạy đây. Đó, 2 khoen chạy như này. Lóng thứ hai có 1 khoen chạy này. Đi kèm cho mình là 3 lóng thôi. Đó, 3 lóng nha. 3m cứng tầm khoảng từ 15 đến 20. Cân nặng được là 250g, mã số 7. Con để cho mình giá là 400 như này. Đây, giá 400 ngàn ạ. Số 8. Một con cần, con này dạng cần, cần lục của mình này. Đánh đầu cần gần bờ của dòng Marine. Dài là 3m9 như này. Và độ cứng là 25. Đó, cứng 25. Khoen pad Fuji xứ xám. Con này đánh đầu cần và gần bờ. Con này cần còn đẹp lắm. Ngọn sẽ có cho mình là 2 khuyên chạy đây. Đó, ngọn 2 khuyên chạy nha. Lóng thứ hai này. Đó, tình trạng còn đẹp này. Con này thì còn nguyên bản này. Nó sẽ còn nguyên bản, nguyên zin này. Chưa có hạ pad luôn. 3m9 cứng tầm khoảng 25.
Sudmaster, cân nặng là 400g, mã số 8. Con gửi mức giá là 700 nha anh em. Đây, giá 700.000 nha. Bên em hỗ trợ hạ phát miễn phí. Tiếp theo mã số 9 ạ. Số 9 thì có một con cừng lộc của dòng Olympic, dòng Mamiya nha anh em, Century. Con này dòng Sutkin. Dài 39 và cứng 25. Mà con này thì đây Japan nội địa này. Con này nó đẹp, con này khoen của mình là khoen đen. Đây khoen đen loại sedan xám. Con này có định vị nha. Đây, có định vị đầy đủ này. Cái ngọn của cơ là ngọn 2.6mm cho anh em. 2.6mm sẽ định vị này. Đây ngọn sẽ có 1 này. Hai khoen chạy có định vị này. Cái lóng thứ hai của mình, cái con khoen đề ba sắt, đề ba nó vẫn là khoen chạy luôn này. Đó, khoen chạy như đây, có định vị này, nó làm nhám này. Định vị này không bị lệch khoen nha. Con này vẫn còn rất là đẹp. Con này thì vẫn là đánh đầu cần gần bờ, còn nguyên bản chưa hạ pad gì luôn nha này. Đó, chưa hạ pad này. 39-25. Cân nặng là 315g, mã số 9. Con này cho mình giá là 800.000. Đây, 800 nha này. Của dòng Olympic nha. Đó, Olympic khoen Fuji. Tập thể thế này. Cái gốc con này làm lớn hơn một tí này, mình cầm chắc tay hơn. Rồi tiếp theo thì em có một con cần lộc, cái con này của dòng Ryobi. Con này thì dài 4m cho anh em và cứng là 30, dòng Superline. Cái bản này là bản nội địa Nhật này, Japan nha anh em. Đó, 4m cứng 30 tầm khoảng CS. Còn tình trạng cái gốc của nó hơi xước nha. Phát Fuji Stylus còn nguyên bản. Con này thì khoen xích có định vị nha. Cái bản này thì bản cao cấp của dòng Ryobi. Con này thì tình trạng có hơi xước gốc thôi, chứ còn ok lắm. Đó. Con này thì ngọn của mình thì đo được là ngọn 2.5 ly. Thì ngọn sẽ có cho mình là hai khuyên chạy này. Một này, hai này, hai khuyên chạy nha. Phôi thì phôi xoắn, có định vị này. Đó, made in Japan nha. Con này thì cứng 30 tầm khoảng CS. Trong tình trạng của cần thì nó chỉ có xước ở trong sensor và xước cái lắm gốc này thôi. Đó, xét chỗ này. Còn lại tình trạng ok nha. Con này cân nặng được là 370g, ngọn 2.5 ly, mã số 10. Con gãy mức giá là 1.600.000. Đây, 1.600.000 nha. Khoen xích có định vị ạ. Made in Japan. Vẫn hỗ trợ hạ pad nha. Tiếp theo một con cần lộc đánh đầu cần gần bờ, thương hiệu của mình là dòng Shimano ạ. Đây, Shimano cho anh em. 4m05 và cứng FXT thì nó ra cho mình tầm khoảng vào 20. Cứng 20 thì nó mềm hơn như này, mềm hơn 25. Đó. Pad Fuji, dàn khoen Fuji, cái dòng Arocat. Thì cứng 20 thì ngọn 2.4 ly, ngọn sẽ có hai khoen chạy này. Số lượng đi kèm con này là 4 lóng nha. Đây, số lượng đi kèm là 4 lóng. Tình trạng con này thì còn ok này, nó sẽ có sức giam sơ thôi. Thì con này thì có định vị này, cái định vị từ cái pad lên này, thẳng cái pad lên cái khoen để ba, nó khỏi bị lệch khoen nha. Đó, cái này mình chắc là dễ hơn. Con này vẫn còn nguyên nha này. Đây, chưa có hạ pad gì luôn. Con này cân nặng được là 380g ạ, mã số 11. Con để cho mình giá là 1.200.000. Đây, 1.200.000 nha. Rồi tiếp theo một con cần lộc của dòng Ryobi. Con này rất là đẹp. Con này của dòng Ryobi Superlight. Dài là 4m25 và cứng là 27. Con này bản Korea xuất Nhật cho anh em. Đó, con này xuất Nhật tem vàng. Pad Fuji. Con này khoen có là khoen Fuji Sit nha. Con này còn đẹp nha. Đẹp hơn con Ryobi hồi nãy. Thì con này ngọn mình là 2.6mm, sẽ có hai khoen chạy trên đầu ngọn này. Và số lượng đi kèm cũng là 4 lóng. Trong tình trạng cần thì còn ok. Cái lóng thứ hai dưới lên thì có sức dăm này. Đó, có sức giam sơn này thôi. Còn lại ok chứ này. Ryobi khoen là khoen xích nha. Đó, khoen phủ xích. Con này cân nặng được là 430g, mã số là 12 chứ này. 12 nha. Giá là 1.600.000. Đây, 1.600.000 ạ. Đó. Thì đối với cần lộc bên em hỗ trợ hạ pad, cần ISO thì em sẽ hỗ trợ hạ tay. Rồi tiếp theo một con cần NFT, con này cực đẹp của dòng Powerlove, dòng Acid chứ này. 4m và cứng là 30. Đó, con này thì nhìn nó cứng cáp hơn con Ryobi rất là nhiều. Anh em nhìn kỹ nha, con này to hơn. Đó, to hơn con Ryobi này, hai con này bằng size nhau. Thì cái dòng NFT Acid này thì cũng là bản Japan nội địa Nhật. Và con này là khoen đen này, tại khoen đen xứ xám. Con này thì nó xoắn hai da từ gốc tới ngọn luôn. Con này đẹp lắm, con này thì ngọn của mình này sẽ có là hai khoen này. Đó, hai khoen chạy nha. Đây tổng thể thế này. Lóng đẹp lắm nha. Đó, sáng hết. Đi kèm là 4 lóng. Thì con này vẫn còn nguyên bản nguyên zin, chưa có động chạm gì này. Đây phát còn nguyên luôn. Con này thì cân nặng được là 440g, mã số 13. Con này gửi mức giá là 3.200.000 nha. Đây, 3.200.000. Rồi mới nha. Rồi đánh đầu cần gần bờ thì em có một con cần của dòng mà Shimano. Swiss Leader nha anh em, FV
dài là 4m05 và cứng là EXT. Con này bản China xuất thị trường Nhật này, có mã code này, tem vàng. Cái dòng slider màu đỏ này thì anh em biết rồi, Pat Fuji NS7. Khoen của mình là khoen xích, có định vị đầy đủ nha. Cái bản thì rất là đẹp. Đó, tình trạng sáng hết. Cái ngọn là xoắn hai da thì trên ngọn vẫn có cho mình là hai khuyên chạy đây. Đó, hai khuyên chạy xoắn hai da. 4m05 thì 4m25 thì cũng như nhau, đi kèm cho mình là 4 lóng hết nha. Đó, 4 lóng hết này. Con này sáng đẹp lắm. Đó, khoen xích ạ. Con này thì cân nặng được là 360g, mã số 14 ạ. Con này gửi mức giá là 2 triệu rưỡi nha em, 2 triệu 500 ngàn. Đó, 405ST. Tiếp theo thì sẽ còn một con cần lục. Cái con này thì của dòng Spin Power Shimano, 4m5 nha em, và cứng là CST. Đó, 4m5 cứng CST. Con này thì còn đối trọng mà em tháo không ra nha em, nó bị cứng nha. Là hàng về tháo ra. Cái dòng này thì cái pad của mình là pad Fuji Stylus nha. Con này pad zin là pad Titanium. Cái người thủ trước đã thay cho mình rồi. Đó, phụ kiện sẽ có đắp chụp này. Và cái dòng này thì khoen trắng là khoen ngọc trai. Đại 4m5 cứng CST. Cái ngọn thì sẽ có cho mình là 1 và 2 khuyên chạy này. 1, 2 khuyên chạy nha. Lóng thứ hai thì sẽ có một khuyên chạy có định vị này. Đó, định vị đầy đủ nha. Con này thì gửi mức giá rẻ thôi. Đó. Mấy con này thì trung bình của mình đều là bát Titan như này. Thì con này nó like cái bát Stylus. Trung bình tầm khoảng từ 5 triệu rưỡi. Thì con này em để cho mình giá rẻ thôi. Rồi con này cân nặng được là 450g, mã số 15. Để cho mình giá là 4 triệu 8 anh em, 4 triệu 800 ngàn. Đó. Tiếp theo 16, em có một con cần lục 3 khúc của dòng The Win Power của Shimano. Cái bản này thì hầu như là cái bản 3 khúc này của dòng The Win đã đẹp nhất rồi như này. Khoen Fuji Citroen nha. Con này thì bản cứng. Đó, con này thì bản cứng mẫu lực. Con này thì The Win Power SF405BX. Bế cho này. Bế thì nó dạng anh em fan sa bờ tầm 70-100m được rồi. Con này thì cái gốc của nó đã bị xước một xí sơ thế này này. Đó, xước con này. Trong mấy cần thủ đánh nó xước nha. Cái này thì nguyên bản từ bên Nhật về là khoen Fuji Citroen, Pat Fuji Stylus này. Đó, Pat Fuji Citroen. Thì cái con này thì cũng giống như cái con hồi nãy, nó bị mắc cái brick, đít cứng nó tháo không ra như này. Đó, con đẹp lắm, anh em nhìn kỹ này. Phôi của nó là phôi xoắn hai da từ gốc tới ngọn. Thì sẽ kèm với một đôi bu và 2 4 nha. 4 cái khoen của mình là khoen Fuji ba chân, nguyên bản nguyên zin hết. Cái con này thì cũng giống như con này như này. Không biết nó dán cái gì hay gì nha, thì em vặn không có ra. Thôi để về luôn nha, anh em về tự xử lý nha. Rồi gốc con này thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm của dòng Shimano. Đó, phát thì còn nguyên bản chưa hạ nha. Phát này thì có phủ keo lên thôi. Anh em thích thì về mình tháo và mình cạo cạo ra hết này. Đó. Khoen silicon nha. Con này thì cân nặng được là 535g ạ, mã số 11, giá 8 triệu rưỡi nha. 8 triệu 500 ngàn nha. 405BX ạ. Biết thì dạng như là thu A thôi. Còn đầy đủ bao nha, bao nguyên hết. Rồi em có một cái cán vợt mã số 17 Alpha Taco, dài 5m4, sản xuất tại Hàn Quốc. Con này carbon 80%, con này cứng nha, cái cán vợt nó vượt cứng này. Thì cái cán vợt này thì gen của mình là gen 12, bên Nhật về thì hầu như là gen 12 rồi. Anh em về mình muốn bao nhiêu mình thay nha. Con này chắc chắn lắm này, anh nhìn kỹ nha. Trên cái đầu có đóng semi hết. Đó, đóng semi hết. Và carbon thì nó xoắn này, vâng này. Đó, cứng cáp lắm. Con này cứng nha em, ra thẳng tắp. Anh em mình làm móc lỗ, anh em mình vượt cá đều được này, 5m4. Cái cán này mã số 17, 500 ngàn ạ, 500 nha. Đó, cứng cáp cực kỳ luôn. Rồi, cần dây trong bạo lực thì ở đây em có một con cần dây trong, gọi là cần rút cái này. Cần dây trong cần rút, dài 3m9 và độ cứng là 50. Đây có dòng Power Steam, đây Proxy. Con này khoen của mình là khoen xích này, con này thì ngọn của mình ngọn lớn này. Cái ngọn của mình là ngọn 3 ly này. Đây, ngọn cái này là ngọn 3 ly. Con này thì nó sẽ đóng semi chống nổ trên cái đầu hết này. Chắc cái đầu lóng dưới á. Đó. Lóng này, lóng thứ 3 đóng semi chống nổ này. Đây, lóng sát cuối vẫn đóng nha. Con này tính là anh em về làm cần tay hoặc mình luồn dây, mình câu ngâm câu đơn đều được này. Đó, cần dây trong. Con này cứng, tay cầm cán mút bát vặn Fuji. Con này thì tương đối cứng, tầm khoảng vào 7-8H gì đó. Cân nặng là 400g, ngọn 3 ly. Mã số 18, con gửi mức giá là 600 ngàn nha. Đây, 600 ngàn ạ. Em có cho mình một cặp cần tay. Cần tay này thì em để cho mình giá rất là tốt này. Đây em có một con cần tay của dòng Siuta. Cái đứt sơn màu đen này thì anh em biết rồi. Cái bản này thì cứng tầm khoảng từ 3-3.5H ra thẳng. Rosic này. Con này thì bản nội địa Nhật Japan. Cái con này thì như này anh em. Thì cái cần thủ trước nó làm cần tay trợ máy thì nó gắn cái pad vào này. Đây, nó gắn mấy cái khoen trên đầu đó này.
thì đã tháo ra như này. Tháo ra thì nó còn ớt xước cái sơn trên đầu một tí này. Con này thông số này. Cần tay của dòng Siêu Ta Japan Genryu 16 feet là 4.8 như này. 4.8. Cần nó thẳng tắp nha. Đó, thế thật mình câu rô câu giết. Cái ngọn của mình là 0.8 ly. Cần ra thẳng này. Phôi carbon xoắn vân. Cái đầu con này thì nó được đầy gắn, nó gắn khoen vào á, tháo ra nó có hơi xước sơn tí thôi. Và còn dính keo nha. Đó, không ảnh hưởng gì này. Đó, tổng thể như này. 48 nha. Cân nặng của cần này thì chỉ có là 146g, mã số 19. Con gửi này mất giá là 600 nha. Đây 600.000. Genryu Siêu Ta. Cái con màu đen này thì anh em mình xài nhiều biết rồi. Cực kỳ ngon. Rồi đây có một con cần tay, con này của dòng mà Hipao Love, của dòng NFT. NFT Shimano cho em. Em nhầm nha, Shimano NFT Hipao Love. Con này dài 9 m. Cái con Shimano này nó xoắn y chang cái dòng mà NFT á. Đây NFT cái dòng Power Love cho em. Đây nó xoắn như cái dòng Hipao Love này nè. Sao cái dòng này bên Shimano nó có cái dòng này hay vậy ta? Đây. Cái NFT dòng Power Love thì nó xoắn như này y chang nhau, nhưng mà con này màu đen, còn cái dòng Hipao Love á của NFT á thì nó xoắn y chang cái dòng mà Shimano luôn. Hồi nãy giờ em cứ tưởng con này là Shimano NFT. Đây con này Shimano cho em. Con này cứng ngắc nha. Thì con này thì anh em mình xài nhiều biết rồi, thì con này nó bị lỗi một cái như này. Đó. Để lỗi ngay này nha anh em. Ở trong cái ngọn về thì cái cần thủ bên Nhật nó dắt sao á, nó bị gãy. Đây cái lóng là lóng thứ 3 trên ngọn xuống này. Cái ngọn và cái lóng thứ 2 này nó bị gãy anh em, nó bị gãy, nó bị lỗi. Thì hiện tại nó còn ngay đây xuống thôi. Thì đại nó là gắn lại cho mình một cái ngọn này. Cái ngọn này không phải ngọn của nó nha. Cái ngọn trên đầu không phải ngọn của nó. Và công chưa gắn đầu bu luôn. Đó. Thì nó hiện tại chỉ gắn vào một ngọn này bù hai ngọn, thì 9 mét chắc giờ còn tầm khoảng 8 mét mấy, 8 mét mốt thôi. Đó, như này. Thì con này anh em ở nhà mà có cái dòng này á thì mình lấy về mình sẽ cua được cho anh em, cua cắt lóng. Cái dòng Hipao Love này của C anh em, Shimano nha, chứ không phải của NFT. Nãy còn cũng tưởng là NFT không. Hiếm cái này. Chứ giờ biết là hình NFT Shimano nó có dòng này luôn á. Hôm qua trước giờ cầm nó, đây thì có sức một tí thôi. H3 thì cứng rồi. Tầm khoảng vào con này vừa cứng, tầm khoảng 7 8 H á. Cái lóng to này. Đó. Con này thì cân nặng được là 350g, mã số 20, gãy mức giá là 1.200.000. Đây 1.200.000 nha. Con này còn nguyên thì ngon lắm. Đó, Shimano như này. Thì Power Love nha. Rồi tiếp theo thì em có một con cần Ikeda như này. Con này cần Ikeda của Daiwa. Đó, 1.8. Con này thì em đo chuẩn xác được cho mình, hiện tại nó chỉ còn cho mình là 1m75 thôi. Đó 1m75 như này. 1m75 thì chuẩn xác cho mình nha. Con này thì cái ngọn của mình là giấu trong thân cần. Đó. Và cái nắp con này thì nó sẽ gắn xuống ngay cái gốc, thì nó sẽ giữ cái nắp này, nắp giữ cái ngọn cho mình. Đó, của đây qua. Cái ngọn con này thì là ngọn cắm như này. Đó, ngọn con này là ngọn cắm, hiện tại nó chỉ còn là 1m75 thì chuẩn xác 1m8 như này. Đó. Tổng thể thế này. Nó bị mất 5 phân rồi. Ikeda thì nó mềm dẻo, cho nên mình câu cá nâu, câu cá rìa này. Đó, 1m8 nha. Đo chuẩn xác 1m75. Ikeda Daiwa. Cân nặng được là 87g, mã số 21 ạ. Con này gửi anh em giá là 550 này. Đây 550.000 ạ. Rồi, đây có một con cần lưu ạ. Đây có một con cần lưu máy đứng này. Đây một con cần lưu máy đứng nha. Cái con này thì của dòng AB Special, độ dài là 1m8. Con này sản xuất từ Hàn Quốc. Cứng tầm khoảng L như này, tải mồi là từ 1/4 đến 3/8 mô Z, 12g, tải cá tầm khoảng 7kg. Tay cầm con này thì nó bằng cán bần này, đó, bát vạn Fuji, dàn khoen Fuji nha, đó, dàn khoen Fuji này, Fuji 3 chân sứ đen, nói chung là thích hợp anh em mình lưu cảm giác thôi, câu bè này kia. Cân nặng của cần là 115g, mã số là 22, con này gửi đến mức giá là 500.000, 500 nha. Rồi, đây một con cần lưu mực. Con này hàng cực kỳ hiếm như này, con nội địa Nhật Japan này. Rồi cái thông số như sau, cần lưu mực máy đứng. Con độ dài con này là 8.9. Thì tầm khoảng vào 2m67 như này. Đó 2m67 Japan nội địa Nhật. Con này PE hỗ trợ từ 0.5 đến 1 chấm. Con này EG thì tầm khoảng từ 2.5 đến 4 chấm như này. Đó EG 4 chấm thì dạng cứng. Con này tính theo cần lưu thì độ cứng nó rơi cho mình tầm khoảng vào MH. Gốc của nó này. Đây gốc của nó thì nó bọc một cái màn co nhiệt dạng vảy cá từ bên Nhật về luôn này. Bát Fuji. Con này khoen titanium nha. Đây nhìn kỹ này, khoen Fuji này. Khoen thứ ba là khoen Fuji 10 này, titanium. Còn trên này thì khoen lá titanium này. Khoen đề bao của mình này.
Quen đại ba các bạn là quen Fuji 16NM. Đó, titanium này. Tan như này. Có đèn ngọn 1.8 ly, nó cứng tầm khoảng vẫn MH á. Đó, nói chung là cũng tương đối cứng nha. Sapa nội địa Nhật. Con này cực kỳ hiếm. Cân nặng là 152 g, mã số 23. Con này gãy mức giá là 1 triệu 700.000 nha. Đây, 1 triệu 700.000. Lưu mực nha. Quen titan. Rồi ở đây em có một con cần lưu cần mới của dòng Shimano. Con này thì có Sniper XR anh em. Có Sniper XR S106NM. Đây, Plus 56g, Zip 70g. Cần thì mới tinh nha anh em. Con này chưa sử dụng qua cho mình. Đầy đủ nha. Một phía cả. Con này thì nó dài hơn. Nói chung con này thì em cũng về một vài con cho mình ít cái dòng này. Thì con này thì giá thị trường thì nó sẽ cao hơn. Nó thường hiện trạng như này thì nó rơi cho mình tầm khoảng từ 7.4 triệu đến 7.5 triệu. Còn cái dòng mà dòng hàng hệ này thì nó sẽ có một cái chỗ cho mình vặn ở sau này, dằn phát lại máy lại chắc chắn. Khoen cái dòng này là khoen Fuji rồi. Đó, khoen Fuji sản xuất tại Indo này. Indo nha, có Sniper phôi nó xoắn hai da từ gốc tới ngọn luôn. Con này thì mình zip mình lưu gần đều được này. Đó, mới tinh như này, chưa sử dụng qua nha. Cái hộp về thì nó có hơi cũ tí thôi. Tổng thể thế này. Có Sniper. Cái phụ kiện thì nó sẽ có một cái hai cho mình hai cái dây buộc này, hai cái dây buộc buộc cần á. Đó, hai dây buộc cần này. Đó, đây buộc cần và một sổ sách đầy đủ này. Còn cái hộp của mình đây, thông số thì nó ghi sẵn đây. Dài chuẩn xác cho mình là 3m2, đi kèm hai khúc, nặng 164g. Cân nặng là 1270g, thu gọn 164cm, ngọn 2.1 ly, mát là 70g nha anh. Con này gửi mức giá là 5.2 triệu. 5 triệu 200 ngàn nha. À, rẻ 2 triệu, hơn 2 triệu cho xấu thị trường như này. Đó, còn đầy đủ nha. Ship code, nhận hàng, thanh toán. Cuối cùng một con cần zip ạ. Một con cần zip của dòng mẹ UFM. UFM cá voi này. Dolphin Stick như này. Power Plus, độ dài con này là 8 feet, độ cứng H 2m4, tải 13 OZ lúa. Thì rơi cho mình tầm khoảng gần 90g, tải cá là 40 bao. Con này thì hàng khổng như này. Con này thì anh em mình zip tầm khoảng 150-200g được này. Dàn khoen full xích 3 chân, khoen bướm, khoen đề ba là khoen 40. Đó. UFM cái thương hiệu này của Mỹ. Câu cực kỳ ngon anh em. Cái dòng thì mình câu đa năng được. Anh em mình này có thể nè, mình câu lưu này, mình câu zip này, mình câu ngâm này, câu lưu gần đều được như này. Nói chung là câu đa năng, đánh cá tra, cá chim được luôn. Đó, cái dòng mà thì câu rất là đa năng. Anh em câu ở đâu cũng được này. Con này cân nặng được là 288g, ngọn 3.3 ly, mã số 25. Giá con này là 2.4 triệu. Đây 2.400.000. Rồi một số cần gửi đến em mình, anh em ấn mẫu nào cứ kèm nha, mã số cộng số điện thoại hoặc chụp hình inbox của Zalo, em chụp hình từng mẫu cần mẫu máy em gửi mình tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc anh em có một ngày tốt lành nha, đi câu nhiều cá nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại lần sau ạ. Chúc anh em một ngày tốt lành nha.